Chào ông bà cô chú và các bạn đã đến với kênh Ngọc Châu Cuộc Sống Hàn Quốc. Thì cả nhà ơi, sáng hôm nay là mình có nấu cái món giống như món mì á, thì gọi là mì nhưng mà mình thấy nó giống như cái cọng bánh canh bên Việt Nam mình vậy đó cả nhà. Bên Hàn gọi đó là u tung. Mình qua Hàn cũng lâu rồi nhưng mà mình học chữ chưa có đúng chính tả cả nhà ơi. Nè nói gì nè, u tung sa đi. Mình nấu cái này bữa nay hai chồng mình ăn sáng bằng món này nha cả nhà. Thì đây đây là cái món mình nấu hồi nãy giờ mình nấu xong rồi. Mình nấu với bốn con tôm cả nhà ơi, với lại mấy cái miếng xúc xích này nè, con gái mình á, xúc xích tôm mình mua cho con gái mình ăn nhưng mà nó không ăn, để sắp hết hạn rồi, thành ra bữa nay mình lấy mình bỏ vô ăn luôn. Nhìn cũng hấp dẫn nha cả nhà, nè giống bánh canh bên Việt Nam mình ha. Thì cả nhà ơi, theo như mình biết á, thì bữa nay á, ở bên Việt Nam là cái ngày vía thần tài đúng không cả nhà? Thì á, hồi nãy mình cũng chỉ nghe nói với lại mình được biết ở trên điện thoại mấy chị em đồ cũng như nói thôi, chứ mình cũng hồi nào giờ mình cũng chưa có mua vàng trong cái ngày vía thần tài cả nhà ơi. Thì do là nói chung hồi xưa bên Việt Nam thì do là không có tiền, cũng đâu có tiền đâu sắm vàng. Rồi từ lúc qua đây thì cũng không có quan tâm tới điều đó, nên á, bữa nay mình trong lúc ăn sáng mình hỏi chồng mình á, mình rủ chồng mình á đi mua vàng thử coi cái phản ứng của ông chồng mình như thế nào nha cả nhà. Không biết là ở bên Hàn Quốc thì nó có cái ngày vía thần tài không thì mình cũng không biết nha cả nhà. Tiếng tâm thì chưa có rành á, nên mấy cái chuyện đó thì nói chung cũng không có quan tâm, cũng không có biết. Để hôm nay mình thử thử hỏi chồng mình nha cả nhà. Thì cả nhà ơi, hôm qua ông xã mình đi làm về cái ổng có xách một một túm cái cam cam này, gọi cam bên Hàn này cả nhà. Thì bữa nay mình đem ra mình trưng bày lên dĩa lên bàn ăn mình cho nó đẹp luôn cả nhà ơi. Dạ bố đi gọn luôn cua chất sữa hai đập a đập bông. Mình hỏi ông xã mình là cái này ai cho cả nhà. Ai cho thì ông xã mình nói là ở trung tâm bà nội Hana cả nhà. Bà nội Hana thì đi trung tâm cả nhà, thì ở trong đó người ta tặng nha cả nhà, người ta tặng nên chắc nhiều á, nhiều nhiều nên cho nhà mình mới. Rồi thì cả nhà ơi, mình chuẩn bị xong rồi, mình múc ra hai tô, chồng mình tô, mình tô. Chồng mình thì cho hơi nhiều một chút tại đàn ông á. Rồi với lại dĩa cái cam đây. Xong rồi. Kim chi. Nước mắm Việt Nam. Nước mắm Chinsu. Xin chào hai chú chị. Xin chào cả nhà. Xin chào. Quay lên bố chị vô. Xin chào cả Xin nhà. chào. Văn mông bên mặt. Bên mặt. Mình quay á cả nhà, thì ông xã mình cũng mới nên ổng cũng mắc cỡ cả nhà ơi, có gì cả nhà thông cảm nha cả nhà. Mà xích kê tê xì vô ăn ngon miệng nghe chồng. Xin cô ơi, mà tập sao không không ngon hả? Không ngon hả? Sao mình nấu không không à, bữa nay ổng không khen ngon rồi cả nhà ơi. Mình thấy ngon mà sao ổng thấy không ngon ta? Ma tập sao dốc. Mấy cái linh thể.
món này á, mình không cũng không biết nấu nữa cả nhà. Mình nấu đại à, không biết người Hàn thì nấu sao mà mình chưa có được ăn từ người Hàn nấu cả nhà ơi. À, có ăn thì mình đi cũng như mình đi đường á cả nhà, mình ghé vô mấy cái chỗ mà ăn uống á thì người ta có bán nha, thì người ta có bán cái món này, nhưng mà ở nhà mình á thì mình chưa được ăn từ gia đình mình nấu. Mình nấu đại ở mấy cái quán ăn á thì người ta nấu ăn cũng ngon lắm cả nhà, cái hương vị của nó cũng giống giống như bên Việt Nam mình vậy đó. Hôm nay chồng mình ngồi cái kiểu bên Việt Nam mà cả nhà ơi. Y đọc cái ánh tim nhận Bê thư nam mê A chú mà tự tóc cách thầy rồi. Mình nói á, ngồi như vậy à, giống mấy người ở bên Việt Nam, mấy cái bà mà mấy cái bà thím và cô bà thím bên Việt Nam ngồi vậy đó cả nhà. Mắt mình nó giật giật hoài cả nhà ơi, bị thiếu chất hay gì rồi, con mắt bên phải này cứ giật cả băng băng băng, hay là do mình coi điện thoại nhiều quá. Cam này là cái loại dạng như loại cũng loại trung rồi đó cả nhà ơi, còn cái loại bự nữa, cái loại to nữa. Dạ bố. À ô nữ. Bê thê nà mê. Sa ram tư đi. Cung. Cung. Măn ni sai ô. Cung mà xăm nhòn. Măn ni ảnh sa tô tê. Giặc cam chô cung sa tô tê. À bu cha sa ram à man ni sa à man ni kum sa à ton man ni ap nen sa ram cho kum sa tu te o o nen sam nyo kum sam nyo à un ni cho un ka e o un ni jon ha lan jo o u di à chim mốc cổ à tô à han bông ca ca bò à ca sọp à sa bò anh em bên thân nam mẹ han bông ảnh sách lên tè bên thân nam mẹ tô nằm lên tè cô đi sò han bông ảnh cho sa bò sò ô nên anh em han bông sa cô xích bò cho cơm xịt chốt công dịch tèo mừng anh đấy cái mít tơ chưa về ý cọc chip bê cái nháy sò ô nền xe đôn cọc xa là ý được kê ôn đi chụp ơn coi hiểu mừng anh tơ lên anh sát ừ ơi
Mình thì mình nói tiếng tiếng Hàn không gành, cũng chưa không có gành cả nhà ơi. Mình nói giống như là mình nói từ từ mà mình nói cũng không trúng chính tả nữa, nên mình nói vậy đó. Mấy chị em nào mà gành tiếng Hàn coi video của mình chắc là mắc cười lắm. Thì mình nói với ông xã mình là mình nói với ông xã mình đó là bữa nay đó là ngày hên, nếu mà mua vàng thì sẽ hên đó, cả nhà sẽ nhận được may mắn á. Thì mình biết, nhưng mà ngày xưa bên Việt Nam thì mình nói là mình chưa có mua lần nào, mình không có tiền, mình không có mua. Hôm nay mình muốn mua thử một lần, là ví dụ như người giàu thì người ta mua nhiều, còn người nghèo thì người ta mua ít cũng được á cả nhà, giống như mua đặng cho may mắn á. Nhưng mà ông xã mình không chịu mua cả nhà ơi. Ông xã mình bảo là ở bên Hàn Quốc không có cái ngày này, không có cần mua. Rồi mình nói chứ em, mình nói mình muốn mua đó, cái ông nói ở nhà có vàng mà mua làm chi, có ở đó ở nhà có vàng rồi đó mua cái gì. Vàng đó là vàng cưới, mua lâu rồi thì khác, còn bây giờ là mới ngày hên thì phải mua lấy hên chứ. Hình như là cái ngày vía thần tài này cả nhà, mỗi một đất nước nó khác nhau hết trơn, nó không có giống nhau. Theo như mình được biết thì ở Việt Nam mình là ngày mùng 10 tháng Giêng, còn ở bên Trung Quốc thì nó là hình như ngày mùng 5 á. Còn bên Hàn Quốc này thì mình không biết cả nhà ơi. Ăn mất coi giúp. Ăn cam đi chồng. Ăn cam đi. Ada phong tư xì không? Ăn một cơm mèo. Không ăn tê tập hay gì không? Ăn đi cái chồng. Không ăn. Ăn một cơm mèo. Không ăn tê tập hay gì không? Ăn đi chồng. Ăn đi chồng. Ăn một cơm mèo. Không ăn. Không ăn. Ăn đi chồng. Ăn đi chồng. Không ăn. Không ăn. Không hiểu, dạy không hiểu cả nhà ơi. Dạy con dễ chứ dạy chồng khó quá. Bên thứ năm con bu hà lẻo. Chú cũng con bu hà chị. Anh nè, bên thứ năm sao làm in tệ. Thằng xin, bên thứ năm mai tô quá chú cũng mai à ra dạ hè. Hà là tô man nè ra dạ hè. Mình nói là mình kêu chồng mình học tiếng Hàn, tiếng Việt đi cả nhà. Chồng mình nói là chia ghét, tại vì tuổi này thì học tiếng cũng khó, với lại ông chồng mình cũng không có được, mà nói chung là gọi là không thông minh lắm đi cả nhà ơi. Nói vậy nói đại vậy đi chứ dòng do làm chi. Tại tôi xích xì á. Ăn xong rồi hả? Vậy thì bây giờ chờ khán giả rồi mới đi chứ. Chào tạm biệt cả nhà, mình ăn xong rồi mình đi trước nha. Chào tạm biệt. Tạm biệt. Chào tạm biệt. Chào tạm biệt. Chết xem. Thì ông chồng mình ổng ăn xong rồi ổng đi rồi cả nhà ơi. Thì bây giờ hồi nãy mình nói tới đâu rồi ta? Mình nói cái gì mà tự dưng quên mất. Mình nói kêu chồng mà mình nói mình dạy là ăn cam đi, nếu mà không ăn á thì trả lời là không ăn. Mà ổng không hiểu, ổng cứ nói mình nói cái ổng nói theo mình thôi chứ ổng không biết trả lời. Người Hàn bên đây có nhiều người á, có nhầm ông chồng nói tiếng Hàn giỏi lắm, ý nói tiếng Việt giỏi lắm cả nhà. Nói tiếng Việt giỏi ơi là giỏi luôn á. Mình được biết cái kênh em đó là kênh gì tự dưng quên mất tiêu rồi ta. Em đã quay về cái cuộc sống, cũng quay về cuộc sống Hàn Quốc, cũng quay cảnh đẹp mà mình thấy cái kênh đó đó, chồng của em đó nói tiếng Việt giỏi ơi là giỏi.
Nói chứ sao mà thấy chồng em nói tiếng Việt dở quá vậy? Em đó nói là do chồng cho em không có gần tiếng Hàn nên chồng em tự học tiếng Việt để nói với em. Trời ơi, hạnh phúc ghê chưa cả nhà, quá hạnh phúc. Rủ đi mua vàng thì nói lại không có tiền không mua lại hay gì đi, nói vậy cũng mát lòng mát dạ. Không mua, không mua. Ở bên Việt Nam mình á, ngày nay là những người mà có tiền á cả nhà thì sẽ mua vàng nhiều lắm. Còn những người nghèo thì tiền đâu mà mua. Thành ra chắc do nghèo không có tiền mua nên cứ nghèo hoài, đâu có may mắn, đâu có được may mắn. Cam này là không biết ngọt không, để mình lọt bột cháy mình ăn review cho cả nhà xem coi cam ngọt không nha cả nhà. Cam này chắc chín lắm rồi đó, bữa nay đem chai nước mắm ra mà ông xã mình ổng không ăn, Niêm vừa ăn rồi. Cấp này á, Niêm vừa, tại vì không có Hana ở nhà cả nhà, Hana không ăn chung á thì mình sẽ Niêm hơi cứng cứng hơn. Còn á, khi nào mà có Hana ăn chung á là mình làm đồ ăn lạc nhất à, không phải gọi là lạc nhưng mà so với chồng mình với mẹ chồng mình thì ăn lúc nào cũng phải chan nước mắm hay là nước tương thêm á cả nhà. Còn mình với Hana thì ăn được nên á, có Hana thì mình đâu có niêm mặn, tại vì mình niêm mặn cho con nít ăn thì không có tốt á. Mình niêm vừa ăn thôi Niêm vừa ăn theo mình với Hana thì mẹ chồng mình với chồng mình ăn lạc phải chan đồ thêm. Ngọt cả nhà, không chua. Chuyến trước cái video đầu á mình mua mấy trái cam với lại chùm nho mình mua cho Hana, nó đòi ăn cái sẵn mình mua mình ăn, mua cho Hana ăn cái mình review cho cả nhà xem luôn cái video đó đó cả nhà. Chuyến đó ăn trời ơi nó chua, bởi vậy cũng Hana nó không ăn được nhiều. Giống như là lúc đó là mới có vô đầu mùa cả nhà nên nó chưa có chín không á. Còn cái này vô mùa rồi này nó ngọt. Thì thôi cả nhà ơi, video của mình tới đây xin tạm dừng. Thì nhân ngày vía thần tài thì mình cũng xin kính chúc cả nhà mua vàng thật nhiều, lấy thật nhiều may mắn, kiếm được lộc thật nhiều, kiếm tiền thật nhiều. Rồi xin chào tạm biệt cả nhà. Thì cả nhà thấy thích video của mình thì cả nhà cho mình xin một like và đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi tiếp những video của mình. Và thân tình